tiền chùa, đảng và thợ tu tranh nhau ăn. Thợ tu thắng, đảm ngận cục tức. Sau khi bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, thì Việt Nam la toáng lên và yêu cầu Mỹ đưa ra khỏi danh sách này. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cho rằng họ vẫn đang thực hiện quyền tự do tôn giáo và viện dẫn hiến pháp làm bằng chứng. Tuy nhiên, ở trong nước thì họ ra mặt tranh ăn với nhà chùa. Vào ngày 13 tháng 1, tờ báo Lao động có bài viết vì sao khó quản lý tiền công đức đền chùa. Nếu nói Việt Nam có tự do tôn giáo, tại sao nhà nước lại nhảy vào xí phần tiền công đức với nhà chùa như vậy? Đây là hành động kiểm soát tôn giáo công khai, không cần giấu giếm. Đảng đã la toáng khi bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách theo dõi về tự do tôn giáo. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2023, tờ báo Tuổi Trẻ có bài Bộ Tài chính công bố kết quả kiểm tra tiền công đức chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa không báo cáo. Theo thông tư số 4/2023 do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, thì chính quyền yêu cầu các cơ sở tôn giáo phải báo cáo công khai các khoản thu chi tài chính. Nhưng đến nay có vẻ chính quyền vẫn bất lực. Việc kiểm soát tiền công đức nhà chùa chỉ là một phần nhỏ trong chính sách kiểm soát tôn giáo. Đảng Cộng sản đã chi phối được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đã đưa được tư tưởng Cộng sản vào nhà chùa. Chương trình đào tạo Phật học của Giáo hội Phật giáo vẫn bắt buộc phải học triết học Marx Lenin, và điều đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ghép chủ nghĩa xã hội vào thành một định hướng chung, đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đây là kiểu kiểm soát tư tưởng trong tôn giáo. Khi Đảng nhảy vào chùa kiểm soát tiền công đức thì liệu Việt Nam có tự do tôn giáo hay không? Ngoài việc tiêm nhiễm tư tưởng chính trị Cộng sản vào Phật giáo, Đảng Cộng sản còn có kế hoạch dùng người của Đảng để làm thầy tu trá hình. Thứ nhất, những người này sẽ làm nhiệm vụ chính trị cho Đảng trong giáo hội. Thứ nhì, họ sẽ thực hiện vai trò kinh tài mà chủ yếu là kinh doanh mê tín dị đoan để mang tiền về cho Đảng. Và thứ ba, để giám sát những nhà tu khác xem liệu có ai dám tự diễn biến hay không, rồi về mà báo cho Đảng xử lý. Một khi Đảng tạo ra những thầy tu trá hình, thì những thầy tu này cũng tương kế tiệu kế, họ kinh tài cho Đảng nhưng cũng kinh tài cho chính họ bằng những khoản tiền khổng lồ đút túi. Sau khi lôi kéo được thành phần mê tín đến chùa để thu tiền cúng dường, thì hầu hết các số tiền này chui vào tay thợ tu. Thực tế, tiền cúng dường là tiền cho tặng, không phải là tiền mua bán hàng hóa, nên không có hóa đơn chứng từ gì. Vì thế, đây là lỗ hổng rất lớn để các thợ tu từ túi. Đảng biết và vẫn luôn muốn giành lại, nhưng chưa tìm ra cách. Nếu có tự do tôn giáo thì chuyện tiền công đức là chuyện của nhà chùa, chứ nhà nước không thể nhảy vào xí phần. Nhà nước chỉ cần quản lý bằng pháp luật sao cho tôn giáo đó không thực hiện những hành vi mê tín dị đoan, trục lợi hay lừa đảo. Còn một khi nhà nước nhảy vào quản lý tiền công đức của chùa thì lúc đó không thể có tự do tôn giáo. Vỏ thì Phật, ruột đại Đảng và kinh doanh mê tín. Khi Đảng muốn can thiệp quá sâu vào tôn giáo thì sẽ phát sinh ra rất nhiều rắc rối. Trước mắt là rắc rối về chuyện tranh ăn giữa Đảng với thợ tu. Phần rắc rối còn lại thì dân phải gánh lấy. Vì bị Đảng hóa mà một tôn giáo rất tiến bộ, không hề có yếu tố mê tín bỗng dưng biến tướng thành một thứ tôn giáo kinh Phật để mà hoạt động mê tín dị đoan. Đối với những ông bà đồng bóng không dựa kinh Phật thì có thể lôi kéo được một lượng người hạn chế, còn với thợ tu mượn Phật để hoạt động mê tín dị đoan thì có thể khiến cho lượng người tu u mê tin tăng lên gấp bội. Đây là di chứng độc hại mà không biết bao giờ xã hội Việt Nam mới có thể gột rửa hết được. Đảng Cộng sản đang kiểm soát tôn giáo một cách trá hình. Phật giáo đã bị kiểm soát, Công giáo dù có sức đề kháng nhưng vẫn bị Đảng Cộng sản cấy người vào để mà theo dõi. Phật giáo và Công giáo là hai thứ tôn giáo lớn ở Việt Nam. Nếu Đảng Cộng sản có thể kiểm soát được cả hai thì xã hội còn nát hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tiền chùa, Đảng và thợ tu tranh ăn, thợ tu thắng, đảm ngậm cục tức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Sập nhà ga cáp treo, Vượng Vin muốn treo sinh mạng dân trên cáp tử thần.
sáng ngày 14 tháng 1, công trình ga cáp treo tại cảng Nha Trang nằm trên tuyến đường ven biển sầm uất và cách trung tâm thành phố này khoảng 4 km bất ngờ bị sụp đổ. Thông tin nóng hổi này đã được các tờ báo lớn như Việt Nam Express, Tiền Phong, Dân Trí, Phụ Nữ Việt Nam v.v. loan tin rộng rãi. Tuy nhiên, không bao lâu sau, tin về sự việc này nhanh chóng bị gỡ bài và thông tin sau đó được xác nhận rằng đây là công trình của tập đoàn Vingroup. Hình ảnh tòa tháp công trình trước khi đổ sập. Hình ảnh trước khi đổ sập cho thấy tháp chuông này được thi công hoàn thiện phần mái, nghĩa là phần thân, tức là phần kết cấu trụ lực, đã hoàn thành. Một công trình đã thi công xong phần thô thì được xem là đã hoàn thành phần kết cấu, còn phần hoàn thiện chỉ là trang trí cho công trình có thẩm mỹ và đáp ứng công năng sử dụng. Cầu Cần Thơ cũng từng bị sập và gây thiệt hại nặng về người và của. Tuy nhiên, cầu Cần Thơ sập khi đang thi công phần kết cấu. Khi đó, bê tông chưa đông cứng, chưa đủ khả năng chịu lực, nhưng nhà thầu muốn đẩy nhanh tiến độ nên thi công vội, khiến giàn giáo không chống đỡ nổi. Đây chỉ là sai phạm trong biện pháp thi công, không phải là sai phạm trong thiết kế. Còn công trình tòa tháp của nhà ga ở Nha Trang bị sập là phần kết cấu đã hoàn thành, bê tông đã đông cứng và được xem là đủ sức chịu lực. Đây là sự cố do sai phạm nghiêm trọng, có thể do thiết kế, có thể do thi công không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và cũng có thể do chất lượng nguyên vật liệu xây dựng ở đây. Một công trình không đủ khả năng chịu đựng sức nặng của chính nó thì trước sau gì cũng sập. Nếu sập khi đã đi vào vận hành thì có thể sẽ có rất nhiều người phải chịu cảnh chết chóc. Với công trình kém chất lượng như vậy thì liệu phần còn lại có bị sập hay không? Đấy là câu hỏi rất lớn. Và nếu sập thì bao giờ? Không rõ tòa tháp bị sập ở phần còn lại có liền khối hay không, hay là độc lập với nhau. Nếu liền khối thì cần phá bỏ hết để mà làm lại từ đầu. Nếu độc lập thì cần kiểm tra kỹ lưỡng phần còn lại, xem có đảm bảo chất lượng hay không. Phải xem xét kỹ xem phần tháp sập xuống có tác động đến phần còn lại hay không. Và liệu phần còn lại có do cùng một nhà thiết kế và cùng một nhà máy, nhà thi công với tòa tháp này hay không? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và đang bị bỏ ngỏ. Tòa tháp đột nhiên bị đổ sập. Trong khi những thắc mắc không có lời giải thích, thì ông Phạm Nhật Vượng lại vội vàng bịt hoàn toàn báo chí của nhà nước. Vì vậy, xã hội hoàn toàn không biết ông xử lý vấn đề này như thế nào. Ông có cho phá bỏ hết để mà xây lại hay không? Hay ông vẫn cho sử dụng phần còn lại để lắp đặt cáp treo lên đó? Nếu ông Vượng không có mưu đồ gì sai trái, tại sao ông phải ém thông tin như vậy? Người dân Việt Nam rồi cũng sẽ quên sự cố này bởi ông Vượng đã kịp thời bịt miệng báo chí, không cho thông tin lan tỏa. Rồi cũng sẽ có người dân, du khách mua vé và sử dụng công trình này. Nếu có một ngày khi dân đang lơ lửng trên cáp treo, thì tòa nhà ga lại sập xuống, lúc đó ai sẽ đền mạng cho dân đây? Theo đúng luật, Sở Xây dựng Khánh Hòa hoặc Bộ Xây dựng phải thẩm định thiết kế và kiểm tra giám sát thi công. Khi công trình bị sập thì những cơ quan này cũng là có một phần trách nhiệm. Còn câu hỏi đặt ra là các cơ quan chức năng trên có thực sự làm đúng chức năng của mình hay không? Hay lại nhắm mắt ăn tiền rồi đặt bút ký cho qua để mà nó tồn tại và sau đó gặp sự cố? Rất nhiều báo chí của nhà nước Việt Nam đưa tin nhưng sau đó đồng loạt rút bài. Sự cố công trình không phải là chuyện hy hữu, khắp nơi trên thế giới đây cũng có những sự cố sập công trình cả. Tuy nhiên, trách nhiệm của các bên là phải thanh tra, kiểm tra phần còn lại, sao cho có đầy đủ thông tin, rồi mới quyết định cho thực hiện tiếp hay cho phá dỡ toàn bộ. Tất cả đều phải rất minh bạch và có trách nhiệm vì nó liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người. Còn cứ bưng bít thông tin theo kiểu của Đảng Cộng sản và Vingroup thì xem ra Phạm Nhật Vượng đang muốn treo mạng sống của người dân trên các sợi cáp tử thần thực sự. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin sập nhà ga cáp treo, Vượng Vin muốn treo sinh mạng của dân trên cáp tử thần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.